Hello các anh em, đây là những cái video cận cảnh mà chúng em đi đến tận nơi để lắp đặt. Không không cần các anh em phải mua những cấu hình combo karaoke vài chục triệu đâu. Các anh em lấy bên chúng em mà chúng em có thể đến setup được, chúng em sẽ đến để setup lại. Vậy hôm nay các bác khách hàng đến với chúng em chỉ có một đôi loa control 28 thôi. Dòng control 28 là dòng loa lời, tăng lời nhé. Vì cái nhu cầu bác khách hàng bên chúng em chỉ cần sử dụng là nghe nhạc. Thậm chí cái đôi này còn hát được nhé. Vừa rồi thì em cũng treo được một con rồi thì tiếp tục em đang chuẩn bị treo con thứ hai. Thì bác đang đi lấy hôm nay em này cứ nghĩ bác không treo loa nên em không đem mấy. Đây con này con thứ hai thì đem chả có đồ nghề đúng nghĩa thì em đục tay đục lấy này. Nếu bình thường là đằng sau cái hậu con control 28 đấy sẽ có một cái khuyết để chúng ta phá ra xong chúng ta nhét cù vào, thì đây em vừa đục đây. Dòng control 28 này đợt này em cũng ít có những cái video lên hình về nó. Đằng này thì chúng ta nhét một cái lục giác vào để chúng ta xoay. Khi chúng ta xoay thì cánh ngoàm đằng sau nó sẽ ngậm cái cù. Nhưng mà để trước đây em bắt cái cù lên trên tường đã. Control 28 dòng loa lời bass 20 này công suất đạt đến mức 175W thì quá đủ để cho cái không gian phòng khách nhà bác khách hàng bên chúng em. Chờ một chút nữa em sẽ treo nốt một con còn lại và bắt đầu set lại nó ổn, bắt đầu em sẽ đi vào test lấy một đoạn nhạc cho các anh em. Ok, anh em chúng em vừa treo xong. Các anh em chỉ thấy chúng em chỉ treo hỗ trợ thêm có đúng một đôi loa JBL Control 28 thì các anh em cùng em trải nghiệm một đoạn karaoke để các anh em cùng nhau đánh giá chất lượng của cái đôi con trâu 28 này nó đẳng cấp như thế nào. Xuân ba tuổi đời hoang phế sau lưng, đánh góp mặt góp lời làm vinh ba tuổi đời diệt đây. Đêm quê hương đàn bay súng nổ, hoa châu sắc đỏ như quân mặt người yêu vô hình. Ngày nào đó tôi còn thèm ánh sáng tinh đô, em đi yêu qua tiếng nhạc mơ hồ. Sau lưng môi ngọt rượu nồng, dày số tôi đi hằn trên lá cỏ, đồn xa tôi từ trần quân chủ ngày đêm khó mà. Quá là đẳng cấp luôn. Đối với những cái dòng loa control hỗ trợ lời như control 25, 28 thì các anh em có thể thấy hiện tại giờ em chỉ dùng duy nhất một đôi control 25 control 28 và đôi Pioneer SX2, đôi Pioneer 3X kia của em kia bác chỉ có bass 20 thôi. Trước đây thì bác chủ nhà chúng em, bác khách của chúng em thì không thể hát nổi, mở không thể hát với cái đôi kia, chúng ta chỉ nghe nhạc. Nhưng khi em phối ghép thêm cho bác đến một đôi loa control 28 kia vào thì các anh em vừa được trải nghiệm đoạn karaoke đó. Cực kỳ phê luôn. Ok, tất cả mọi nhu cầu để các anh em có thể muốn hát với karaoke gia đình với phòng khách khoảng 25-30m2 thì có thể liên hệ chúng em. Chỉ cần cấy thêm một đôi loa control 28 này là các anh em có một trải nghiệm âm thanh tuyệt vời, ghép thêm con trầm nữa là đẳng cấp luôn karaoke gia đình với không gian phòng khoảng độ 25m2 quý vị. Tất cả mọi nhu cầu mua sắm các anh em cứ liên hệ trực tiếp chúng em nhé. Cảm ơn các anh em rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em ở những video clip sau. Oh,